Mai xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết tỉnh Lâm Đồng cho đêm nay và ngày mai, thứ ba ngày 16 tháng 8 năm 2022. Thưa quý vị, trong 24 giờ qua, thời tiết trong toàn tỉnh nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa nhiều nơi, rải rác có mưa vừa và có nơi có mưa to đến rất to, tập trung ở khu vực phía Tây Nam tỉnh. Dự báo trong 24 giờ tới, tỉnh Lâm Đồng chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa xa, phía nam rãnh thấp có trục qua khu vực Bắc Bộ, kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh, nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rải rác, có nơi có mưa vừa đến mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Hình thái thời tiết này sẽ biểu hiện rõ rệt nhất ở khu vực phía Bắc tỉnh, bao gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông. Ở khu vực này, độ ẩm không khí trung bình sẽ từ 85 đến 90% và nhiệt độ không khí sẽ duy trì từ 16 đến 21 độ C, thấp nhất từ 16 đến 18 độ C, cao nhất từ 19 đến 21 độ C. Khu vực giữa tỉnh bao gồm huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Độ ẩm không khí trung bình sẽ từ 85 đến 90%, nhiệt độ không khí trung bình từ 19 đến 26 độ C, thấp nhất từ 19 đến 21 độ, cao nhất từ 24 đến 26 độ C. Nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rải rác, có nơi có mưa vừa đến mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Và tiếp theo là khu vực phía Nam tỉnh, gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Độ ẩm không khí trung bình sẽ được duy trì từ 82 đến 87%, nhiệt độ không khí trung bình từ 19 đến 26 độ C. Hình thái thời tiết, độ ẩm trung bình sẽ tương tự với khu vực phía Nam, nhưng khu vực phía Tây Nam tỉnh gồm huyện Đạ Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên sẽ có nhiệt độ không khí trung bình từ 23 đến 30 độ C. Thưa quý vị và các bạn, trong 24 đến 48 giờ tới, tỉnh Lâm Đồng sẽ chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa Nam rãnh thấp có trục qua Bắc Bộ. Phát triển và mở rộng kết hợp gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh. Do vậy, thời tiết trong các khu vực có khả năng chiều tối và đêm có mưa nhiều nơi, rải rác, có mưa vừa đến mưa to và có nơi mưa rất to, tập trung ở khu vực phía Bắc, phía Nam và phía Tây Nam tỉnh. Cảnh báo trong 48 đến 72 giờ tới, tỉnh Lâm Đồng có khả năng có mưa rải rác đến nhiều nơi, rải rác có mưa vừa và có nơi có mưa to và dông, tập trung các khu vực phía Nam và Tây Nam tỉnh. Tổng lượng mưa các khu vực phía Bắc và phía Đông tỉnh phổ biến đạt từ 10 đến 30mm trong 24 giờ, có nơi đạt trên 50mm trong 24 giờ. Khu vực phía Nam và Tây Nam tỉnh phổ biến đạt từ 30 đến 50mm trong 24 giờ, có nơi đạt trên 100mm trong 24 giờ. Do đó, cần đề phòng mưa lớn có kèm theo lốc xét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn kèm theo lốc xét, cấp độ 1. Vâng, tiếp theo, chúng ta sẽ đến với phần dự báo thời tiết tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cũng như bản nhiệt độ tại các tỉnh thành trong cả nước. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào, tạm biệt.